Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ở trong bài tập hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng vẽ đến hình bài tập số 03. Đó là cái mặt bằng bộ bàn ghế sofa ở đây. Thì hôm trước chúng ta đã vẽ được xong hai tờ bài tập vẽ dựng hình 2D cơ bản. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ sang một level cao hơn, level số 3. Và hoàn thành xong level số 3 này, chúng ta sẽ sang level số 4 là vẽ mặt các cái mặt của một cái chiếc ghế tựa, và mình sẽ đưa thêm cho bạn những cái bài tập nâng cao hơn. Ok. Và không có vòng vo liên thuyên quá nhiều nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở Toolkit lên và triển ngay cái bài tập số 03 này. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở hình ảnh bằng một cái trình duyệt ảnh ở trên Windows. Ở đây mình dùng Windows 10 và cái hình ảnh là Photo. Thì bạn sẽ mở lên trước này. Bước 2 là các bạn sẽ mở CAD lên. Thì phiên bản AutoCAD mình đang sử dụng ở đây là phiên bản AutoCAD 2018. Và để cho các bạn có thể là xem hướng dẫn của mình cũng như là thao tác những cái câu lệnh làm sao để cho nó giống với sát với cái câu lệnh của mình nhất, thì mình khuyên các bạn nên cài từ CAD 2010 lên. Và bạn nào dùng với CAD 2018 được thì rất là tuyệt vời. Nhớ. Bởi vì nó có rất nhiều tính năng ưu trội, vượt trội và mạnh mẽ. Mình đã giới thiệu trước đây rồi. Ok, thì đây là cái màn hình giao diện của AutoCAD 2018. Thì trước tiên chúng ta bắt tay vào vẽ thì các bạn đã trải qua 5 cái bước thiết lập quan trọng trước khi vẽ AutoCAD. Thì mình đã làm ở trong cái video đầu tiên trong cái chuỗi video này rồi. Bạn nào mà không nhớ hoặc là chưa xem thì có thể là xem lại cái video đầu tiên ở link dưới mô tả dưới video. Ok không ạ? Thế bây giờ mình sẽ cùng thiết lập nhanh 5 cái bước này. Ở đây mình sẽ tắt lưới bằng phím F7 này. Option mình sẽ để cho nó trong tab display này, color mình để nền back màu đen và cái màu mình quen mình hay sử dụng màu nền, thì correct size mà để 100%, đó một chút đấy con trỏ đường gióng ở đây để khoảng tầm 30-35%, đó và phiên bản lưu về 2.4 để tất cả nếu khi bạn gửi những cái sang cái phiên bản khác ấy, sang những máy khác thì những cái phiên bản đó thấp hơn họ vẫn có thể đọc được. Ok, hãy nhớ là bật chế độ bắt điểm OS tiếp theo lên. Thì những cái bước này là những cái bước gọi là cài đặt quan trọng trước khi vẽ, mình đã giới thiệu rất là kỹ ở trong video đầu tiên rồi. Đó, cái trục này nó đang chưa được nằm y một vị trí đúng không? Bạn có lại UC này, ra setting và kích bỏ cái kiểm thứ hai đi. Ok, vậy là mọi thứ đã có vẻ là khá là sẵn sàng rồi. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ mở cái hình ảnh khi nãy lên. Ok không ạ? Và để có thể luân chuyển xem một cách nó thuận tiện và dễ dàng nhất giữa hai cái phần mềm CAD và cái hình ảnh này thì các bạn chắc là còn nhớ cái phím tua phím là Alt Tab đúng không ạ? Alt ấy, cộng phím Tab ở trên bàn phím. Các bạn nhớ nhấn song song hai cái phím này thì nó sẽ luân chuyển rất là tiện lợi để chúng ta xem vừa vẽ và vừa thao tác trên AutoCAD. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào vẽ cái hình này. Đó. Thì đây là một cái hình nó cũng rất là cơ bản đơn giản thôi, nhưng mà nó là tổ hợp của những cái lệnh mà bạn đã luyện tập ở trong hai cái tờ trước đó. Thế thì trong cái bài này chúng ta sẽ có một cái bộ bàn ghế là gồm hai cái ghế đơn này. Đúng không ạ? Một cái ghế dài này. Đấy, hai cái gọi là táp đèn này, một cái bàn này. Đấy, và một vị trí những cái vân biên của cái thảm ấy. Như đường gạch này, được chưa? Ngoài ra thì có text và dim. Thì trong bài này thì chúng ta có thể là các bạn có thể bỏ qua dim với text nhá. Text chúng ta hoặc dim chúng ta chỉ cần xem để chúng ta hiểu thôi và để chúng ta vẽ được hình thôi. Trong bài này thì các bạn chỉ cần vẽ được các cái hình. Đấy, cái hình bộ bàn ghế này là rất là tuyệt vời rồi. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ hình nào đầu tiên trong số những cái hình vừa rồi. Thì chúng ta sẽ chuyển cái ghế đơn trước đi. Các bạn để ý lưu ý một chút là chúng ta có hai cái ghế đơn đúng không ạ? Đấy, hai cái ghế đơn và các bạn thấy là nó chỉ khác nhau về hướng thôi, thì bạn sẽ vẽ một hình đầu tiên và sau đó chúng ta sẽ nhân hai lên để chúng ta sẽ vẽ được hình thứ hai, thì đã coi như là xong hai hình, vẽ được một hình là có được hình thứ hai rồi. Và các bạn để ý thấy nữa là cái ghế chiếc ghế dài này, cái chiếc ghế dài này nó có 4 chỗ, thì bạn thấy là cái chiều dài nó 700 đây và đây là 700, thì bạn thấy là cái vị trí cái ghế ngồi nó là bằng nhau và nó chỉ là nhân bản nữa thôi, 700 700 700, được chưa? Và cái phần thành ghế này nó chỉ là kéo dài ra thôi, tức là nó đang ở đây, được chưa? Đấy, nó đang kéo dài ra. Vậy là các bạn có thể vẽ được hình thứ nhất và chúng ta sẽ vẽ được hình thứ hai và vẽ được hình thứ ba. Copy rất là đơn giản đúng không ạ? Tiếp đến đó chúng ta sẽ vẽ cái bàn. Đấy, cái bàn với những cái chiếc chén là
chiếc chén đặt ở trên mặt bàn này. Và cuối cùng tiếp đến nữa là chúng ta sẽ vẽ đến hai cái táp này, hai cái táp này bằng nhau ấy. Hai cái đây là cái đèn, cái đèn cạnh bàn ghế sofa đấy. Ok, kích thước đã có sẵn hết rồi, 700 luôn. Và cái cuối cùng mà chúng ta cần vẽ là đến những cái thảm, những cái vân thảm này. Được chưa? Vậy là các bạn đã hiểu được cái, chúng ta đã cùng thống nhất được cái thứ tự chúng ta cần vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào vẽ cái hình đầu tiên là chiếc ghế này. Thế chiếc ghế này các bạn để quan sát cho mình, nó là nó có kích thước là nằm ngang đúng không ạ? Đấy, theo chiều y này và theo chiều x. Đấy, đây là x này, nếu các bạn xoay nó xoay nằm ngang thì đây là x này. Đây là y này, đây là, được chưa? Đây chiều x và chiều y nó cho ta hai thông số. Thứ nhất ở đây là chiều x là 210, 700, 210. Chiều cao là 171, 529 và 102. Chiều cao đây không phải là chiều cao của ghế nhé, mà là chúng ta đang nhìn trên mặt bằng ấy, thì là chiều x và chiều y ấy. Ok, không các bạn lại hiểu nhầm. Và một cái góc độ ở đây chúng ta sẽ xoay sau khi chúng ta vẽ xong. Đó. Thế thì ở đây các bạn để ý thấy cho mình là chúng ta sẽ vẽ chiếc này đi. Đó là cái chúng ta có hình ô vuông ở đây. Các bạn chưa quan tâm đến cái thông số bo tròn R70 trước, các bạn hãy quan nhìn cho mình hình tổng thể trước là hình vuông này và cái một hình vuông bao bên ngoài. Được chưa? Đấy. Sau đó ta chim cái phần này đi và bo tròn các cái góc lại, chúng ta sẽ được cái ghế đơn này. Đấy. Thế thì cái hình bên trong là x bao nhiêu đây ạ? Đường nằm ngang là x bằng 700 và chiều đứng là bao nhiêu đây? Bên này các bạn phải xem bên này nhé. Hình bên trong là 529 cộng 102 bằng 631, được chưa ạ? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vẽ. Khi vẽ thì chúng ta sẽ vẽ nằm ngang nhé. Đây, vẽ kiểu như này. Các bạn an tab sang môi trường làm việc AutoCAD và các bạn vẽ lệnh RSC. Đấy, tích một điểm này. Tích một điểm. Điểm này các bạn nhập x trước. Ở đây mình quên mất cái bước là thiết lập đơn vị ở unit, các bạn để về 0 về mm nhé. Để chúng ta làm việc nó chuẩn chỉnh. Đấy, quên mất đấy. Ok, RSC. Tích một điểm này, các bạn sẽ nhập là 700 và bao nhiêu ạ? Chiều cao là 531. Ok. Cách. Đúng không ạ? 631 sai rồi. 700 và tab rằng là 631. Đây thì chúng ta các bạn thể thấy thế nào. 700 là theo phương x này và 631 là theo phương y đúng không ạ? Phương đứng này. Thế tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo ạ? Đấy, các bạn thấy ở đây là nó offset sang là bao nhiêu ạ? 210, 210 và offset xuống đây là bao nhiêu? 171. Ok không ạ? Và offset từ cái cạnh này là offset xuống đây. Để ta có được cạnh này là bao nhiêu? 102. Đó. Vậy thì ta sẽ offset. Thế thì để mà offset được, các bạn thấy hình này nó đang là có liên kết đúng không? Bốn đường thẳng, bốn đoạn thẳng là có liên kết. Các bạn sẽ dùng phím X, lệnh X plot trong AutoCAD, lệnh hiệu chỉnh nhá. Các bạn phá vỡ liên kết nó ra được các đường đơn. Tiếp đến thì các bạn sử dụng lệnh offset là lệnh O này. Cách nhập khoảng cách offset là 210. 210, các bạn ở phím cách. Bạn tích chọn cái đoạn thẳng mà muốn offset đúng không? Chỉ ra miền mà muốn offset, mình chỉ ra miền ngoài. Đó, chọn tiếp chỉ ra miền ngoài. Đó. Vậy là xong hai đoạn là 210 rồi. Tiếp đến này là 171 và 102, mình sẽ dùng lệnh offset tiếp. 171 xuống dưới. Cách nhắc lại lệnh 102 xuống dưới. Ok không ạ? Tại đây chúng ta đã có được các cái đường đơn như này rồi, thì bây giờ các bạn sẽ dùng lại kết hợp luôn cho mình một cái lệnh, đó là để tạo ra cái đường bo tròn này. Các bạn thấy là R70 đúng không ạ? Tức là bo tròn bán kính góc này 70. Bên này cũng là 70. Tức là bo tròn ở vị trí góc này hay góc này, các góc nó đều là bằng 70 hết. Các bạn sử dụng cái lệnh như sau cho mình, lệnh fillet bo tròn góc. Đó. Cách thì trong lệnh fillet này có lệnh tính năng là radius này, thì lệnh này các bạn đã quen rồi đúng không? Chúng ta gõ chữ R này để nhập cái thông số bán kính vào đây là 70. Cách đấy. Nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể nhấn thêm lệnh M nữa, multi, để thực hiện liên tiếp nhiều lần mà không phải nhắc lại lệnh. Cách thì tại đây các bạn thấy là bo tròn góc này đúng không ạ? Các góc này, chỉ riêng cái góc vuông ở đây là chúng ta không bo tròn, ở đây nó thừa một nét này. Chọn đoạn thẳng thứ nhất, chọn đoạn thẳng thứ hai, nó sẽ bo. Đấy, các bạn thấy là nó sẽ thực hiện bo liên tiếp và chúng ta sẽ không bị ngắt quãng. Kích đoạn này đúng không ạ? Bo đoạn này, bo đoạn này, bo này, bo này. Cách kết thúc lệnh, ở đây chúng ta muốn chi một đoạn thẳng ở giữa đi.
Trim. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc ghế này. Tuy nhiên thì yêu cầu đề bài nó là nghiêng một cái góc đúng không ạ? Bên trái là nghiêng 52 độ theo phương x này, bên phải là nghiêng 54 độ, chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây các bạn sẽ copy cho mình, CO để copy ra cho mình ba hình. Được chưa? Đây, bạn dùng lệnh mô để mô sang bên này một chút. Đầu tiên thì mình sẽ hiệu chỉnh cái hình này làm sao nó xoay với cái một cái phương x là 52 độ. Hãy nhớ là cái gì? Cái cạnh đáy của cái ghế này, tức là cái phần ghế, cái phần phần tựa đằng sau ấy, nó nghiêng với trục x nhá. Đó là 52 độ thì chúng ta sẽ lấy cái trục của cái phần cạnh sau này để ta sẽ gióng với trục x. Trục x là trục này đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây các bạn sẽ quét chọn qua toàn bộ đối tượng này. Để xoay các bạn biết rồi đúng không ạ? Lệnh RO rotate nhá. Cái tờ lệnh mình đã gửi cho các bạn đã kèm theo ở dưới mô tả của video rồi, nếu bạn nào mà chưa tải về thì bạn có thể tải về xem các cái tờ lệnh về các cái lệnh vẽ trong nhóm draw và các lệnh hiệu chỉnh trong nhóm modify, mình có gửi kèm theo cái tờ bài tập này. Thì trong đó có lệnh RO này, các bạn kích vào RO cách. Tại đây các bạn sẽ kích cho mình một cái điểm tâm là trung điểm của cái ghế này, trung điểm của cái cạnh đáy nhá, cái cạnh ghế tựa sau này. Đó. Tại đây các bạn thấy là nó vuông góc đúng không ạ? Khi ta xoay một góc là chứng tỏ là bật kích hoạt tính năng F8 là nằm ngang và thẳng đứng. Tại đây các bạn sẽ nhấn phím F8 để bỏ tính năng nằm ngang và thẳng đứng đi để cho nó xoay tự do. Đó. Thế tại đây rồi chúng ta sẽ làm như thế nào? Tại đây rồi các bạn sẽ sử dụng cho mình một tính năng là reference. Tại cái bước trọng tâm xong các bạn sẽ chọn tính năng là reference là R cách. Tại đây các bạn sẽ chọn một điểm 1 và chọn một điểm số 2. Làm sao để cho nó nằm trên cái cạnh đáy này, điểm 1 và điểm 2. Đó, thì coi như chúng ta đã cầm được cái cạnh đáy. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào ạ? Tại đây các bạn để ý thấy là cái cạnh đáy nó hợp với lại góc bao nhiêu? 52 độ với này đúng không? Nhưng mà 52 độ này thì AutoCAD nó lại tính cho chúng ta là có phải là bạn thấy là đây là bằng 52 độ không ạ? Cũng là 52 độ. Nhưng mà AutoCAD thì nó sẽ tính ở đây là 0 này và nó tính theo chiều dương. Chiều dương là như thế này, ngược chiều kim đồng hồ, đúng không ạ? Là chiều dương. Thế vậy để mà nhập được cái góc 52 độ ở bên dưới này, chúng ta phải nhập là gì? Là âm 52. Trong cái bước nhập góc, chúng ta nhập là âm 52. Thế tại đây các bạn sang này, các bạn sẽ nhập như thế nào ạ? New angle, bạn sẽ nhập là trừ 52. Enter. Đó, vậy là nó đã nghiêng ta 52 độ. Và để kiểm chứng lại thì các bạn có thể là đo một cái góc. Ở đây mình thiết lập nhanh một cái chút dim đã. Đây mình sẽ vẽ một cái đoạn thẳng line đi. Xem có phải là cái cạnh nó đã nghiêng 52 độ hay không. Đây. DAN nhá, lại DAN là đo góc dim angle. Chính xác đã 52 độ, nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy là đã xong hình thứ nhất. Đã xong hình thứ hai này thì nó lại nghiêng là như thế nào ạ? Thì bây giờ nó không phải là cạnh đáy nữa mà nó gióng so với trục chuẩn của cái trục x này. Thì cái trục chuẩn nó là cái phương gióng của cái ghế này, nó là cái phần bên cái thanh bên này cơ, nó 54 đúng không ạ? Thế mình sẽ làm như thế nào? Tại đây mình sẽ move cái này ông này ra ngoài một chút, chưa dùng đến. Mình sẽ dùng cái ghế ở giữa này để nghiêng cái tay này là 54 độ. Tại đây các bạn sử dụng lệnh RO cho mình. RO cũng kích vào điểm này, các bạn nhấn phím F8 để làm sao cho nó nghiêng nằm ngang. Đó. Sau khi nghiêng 90 độ như này rồi thì bạn sẽ bắt đầu tiến hành tính năng RO xoay này. Lần 2. Bạn sẽ tích vào cái trung điểm của cạnh bên này. Đó. Bạn thấy không ạ? Trung điểm cạnh bên này. Thì tại đây các bạn cũng bỏ phím F8 đi để nó xoay được tự do như này. Thế tại đây rồi các bạn thấy là nó nghiêng bao nhiêu? 54 đúng không? Không ở đây thì đáng nhẽ dương nó phải là lên là chiều dương ở đây, nhưng mà 54 nó ở bên dưới, tức là bạn phải nhập là trừ 54 thì nó sẽ ra được kết quả như này, hoặc là bạn sẽ lấy là 360 độ trừ 54 thì nhập góc dương vào, nhưng mà như thế nó to quá mình ngại tính, tại đây mình nhập là trừ 54 là được rồi, tại mình biết nó là góc 54 độ rồi mà. Đấy, thì tại đây các bạn sẽ tại khi mà chúng ta đang bắt tâm này, bạn nhập tính năng là reference đó R cách tích điểm 1, tích điểm 2 thì coi như bạn đã cầm được cái cạnh đó rồi. Sau khi cầm được cạnh này các bạn sẽ nhập new angle. Được chưa? New angle là bao nhiêu ạ? Trừ 54. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nhập góc là trừ 54 vậy.
Enter nhá. Khi này không sử dụng được phím cách đâu ạ, dùng phím Enter. Đó các bạn thấy không? Thế bây giờ mình sẽ vẽ đường line. Mình thử vẽ đường line xem là xong đo và DAN nhá. Đó là đã là 54 độ đúng chưa? Trừ 54 tức là nó hướng dưới chứ không phải là góc âm nhé. Thì ở đây dim ra vẫn là 54 độ. Các bạn hiểu rõ ràng một chút. Vậy là xong hai ghế này. Tại đây thì nó không có khoảng cách giữa các ghế nên tạm thời chúng ta sẽ để áng chừng như vậy đã. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ đến cái ghế dài này. Được chưa? Cái ghế dài này thì nó vẫn là cái gì? Vẫn là 210 đúng không ạ? Cái khoảng cách đi ra nó vẫn là 210. 210. Và nó đang có là 1 2 3 4 ghế. Thì ở đây chúng ta đang có một ghế, chúng ta sẽ nhân lên thành 4 chiếc thôi, đơn giản thôi mà, đúng không ạ? Tại đây các bạn sẽ gì? Quét chọn cái này. Quét chọn tích một điểm ở đây và kéo từ trái qua phải hiển thị màu xanh lam. Tại đây các bạn sẽ dùng lệnh CO để copy này. Thì copy vào đâu là cái điểm đặt hợp lý nhất, mình sẽ chọn điểm đặt ở vị trí này. Tích điểm vào đây. Ở đây. 3 lần. Nhân 3 lên nữa là thành 4. Đúng không ạ? 4 chỗ ngồi. Tại đây rồi chúng ta hoàn thành xong, chúng ta bấm phím cách để kết thúc lệnh. Đó. Thì tại đây cái đường này nó phải là kéo ra ngoài đúng không? Thế đây các bạn sẽ quét chọn là như nào. Tại đây các bạn sẽ khéo léo cho mình là quét chọn như thế này. Đó. Tích một điểm từ đây, quét chọn qua đây. Mình sẽ sử dụng là phím lệnh stretch nhá. Cách vào đây. Thì cái đối tượng chúng ta cần kéo ấy, đó là cái đối tượng này đúng không ạ? Đây, cái đối tượng này là đối tượng chúng ta cần kéo ra này. Còn đối tượng này chúng ta không muốn hiệu chỉnh nó thì chúng ta sẽ bỏ chọn nó đi. Đây. Bằng cách chúng ta sẽ giữ shift. Đây nhá, quét chọn lại này. Đấy, thì bây giờ chúng ta giữ shift bỏ chọn hai ông này. Ông này và ông này. Đấy, tức là chúng ta chỉ muốn chọn đường này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phím S lệnh stretch cách này, tích điểm này và nó đang tự do đúng không? Để nó nằm ngang, kéo ngang ra, bạn sử dụng phím F8 trên bàn phím. Kéo sang, tích điểm này. Đó, vậy là chúng ta đã được cái ghế dài. Rất là hay đúng không ạ? Và đơn giản. R vẫn là 70 nha, nên không có gì thay đổi so với cái hình ghế đơn này cả. Và bây giờ các bạn thấy nó nghiêng là gì ạ? Nó lại đối xứng lại đúng không? Thì bây giờ các bạn sử dụng lệnh là gì? RO tích một điểm ở đây và xoay ngược lại. Thao tác này rất là đơn giản với các bạn rồi. F8 lên. À các bạn đến bước này nhớ là mình quên chưa lưu ý các bạn là nên bấm Ctrl S ngay từ đầu để lưu cái file lại. Không, nếu mà trường hợp mất điện hay là nó bị lag máy lại đơ mất hết công sức của chúng ta. Ở đây mình ghi là bài tập vẽ ghế. Đấy, sofa. Mình sẽ lưu ở ngoài, ở trong cái album số 1 này. Xếp lại. Ok, Ctrl S. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái gì ạ? Các bạn sẽ vẽ lên cái bàn trà này. Ở đây là 1750 nhân 560. 1750 nhân 560. Ok, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta đã có được kết quả. Ở tiếp theo là một số những cái chén uống nước là R37 đúng không? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc R37. Chúng ta vẽ là lệnh C, circle, nhập là 37. Đó, và đây, tại đây thì các bạn sẽ đặt vào vị trí tùy ý đi. Tại đây chúng ta sẽ vẽ cho nó cái gì ạ? Cái màu đen đen này là cái quai đúng không? Cái quai ta sẽ vẽ đường P-line đi. Tích lên đây. Đó. Kích chọn kích đúp vào cái đường P-line này là chọn width này, nhập tính năng width, kéo ra để tạo độ dày. Nó chưa dày lắm đúng không? Kích tiếp và nhập nó kéo ra ngoài này. Dày hơn rồi đấy. Đó, bạn sẽ copy thôi. CO rồi copy này. Tích vào đây 1 này. 2 này, 3 4 5 và 6 đúng không? Nhưng mà cái chiều nó đang chưa được tự nhiên lắm, các bạn chỉ xoay RO một chút đi. Đấy. Xoay bên này một chút này. Nhắc lại lệnh. Đó. Ồ, vậy cái là đã khá là ổn rồi. Tại đây các bạn sẽ vẽ đến cái gì tiếp theo ạ? Hai cái tab hai bên này đúng không ạ? Là bao nhiêu đây? 700. Và đây là bao nhiêu?
hình như là nó là một cái tab cũng vuông, các bạn sẽ vẽ là 700 nhân 700. Đường tròn bên trong là đường tròn bên ngoài. Bán đường kính là 540. Ở đây là bán kính đường tròn trong là R113. Ok, chúng ta sẽ vẽ được rồi. REC 700 nhân 700 tab sang. Ở đây các bạn sẽ dùng lệnh mua để mua xuống dưới. Đặt tạm vào đây. Sát một chút F8 nha, F8 để cho nó nằm ngang. Lệnh C là vẽ đường tròn này. Đấy, các bạn kích vào ra ngoài này. Ở trong Kết 18 thì nó sẽ cho ta bắt được một trung điểm của một cái hình khép kín bất kỳ luôn. Rất là hay. Bạn nào chưa cài Kết 18 thì mình khuyên nên cài ngay Kết 18. Còn bạn nào mà chưa cài Kết 18 thì có thể là sẽ phải dựng cái đường chéo này thì mới bắt được trung điểm của cái hình vuông ở đây. Thì phải vẽ thêm. Ở Kết 18 thì không cần, đúng không ạ? Ở đây mình AC này. Đấy, đường kính là 540 đúng không ạ? Các bạn sẽ nhập sổ phím xuống là chọn diameter D này. 540 cách này. Tiếp theo là R113 đúng không ạ? Mình gõ nhắc lại lệnh này. 113. Đó. Và một số những cái nan thì ở đây chúng ta sẽ vẽ nó line. Bỏ F8 đi. Cái này các bạn sẽ vẽ tùy nhé, không cần kích thước chính xác hay là theo một cái quy luật gì. Nếu mà bạn vẽ các hướng giống hình mẫu thì càng tốt. Ở đây mình vẽ minh họa kiểu như vậy đúng không ạ? Cho dày một chút nữa. Ok, chưa đẹp lắm, xóa bớt cái này đi. Ok, like tiếp vào đây. Đúng nhỉ? Rồi, thì bây giờ bạn sẽ copy cái này. CO. Bắt điểm này sang đây. Ok rồi. Hai này nó đang bị đồng điệu giống nhau đúng không? Nó xoay hướng khác nhau đúng không? Các bạn sẽ xoay đi. Quét chọn cái này. RO. Đấy. Ok. Ngon lành rồi đấy. Vậy là đã xong. Giờ cái phần cuối cùng là cái phần thảm này. Phần thảm này các bạn sẽ vẽ mình đường line, các bạn sẽ vẽ tương tự như cái phần đường tròn này, vẽ tự nhiên nhé, tự do, không có khoảng cách. Ở đây không có khoảng cách chính xác. Thế ở đây các bạn sẽ vẽ cho mình như sau. Ok. Bạn sẽ vẽ như sau. Bạn sẽ vẽ line mình này. Tới điểm này vào đây. Copy CO. Từ đây qua đây. Được chưa? Copy tiếp. Từ đây sang đây. Được chưa? Từ đây các bạn thấy là cái phần này nó quay cho ta là từ cái phần đầu mũi của cái bàn ghế này. Thì ta sẽ sắp đặt lại vị trí ghế này một chút cho nó gần lại. Thì sắp lại gần lại như nào để hợp lý. Tại vì bạn thấy là cái phần này nó đang thò ra ngoài đúng không ạ? Mua ra ngoài một tí. Đó. Cái này cũng tương tự như vậy. Ta quét như này ra để nó không bị ăn vào đối tượng kia. Đó. Và các bạn đặt như nào hợp lý là giống thực tế một chút đó. Tức là cái người khi mà người ta ngồi ở đây này, người ta bước ra với có thể với tay là lấy được cái này. Người ta ngồi ở đây có thể với tay ra được lấy cái chén này, chứ người ta không phải là phải đứng dậy để đi thì mới lấy được. Thì cái khoảng cách này các bạn sẽ lưu ý cho mình nhá, để đặt cho nó được hợp lý nhất. Đó, mặc dù là trong đề bài họ họ không có đề cái kích thước cụ thể ra. Vậy là ta cảm thấy là khá là ok rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ vẽ tiếp là cái đường chéo này xuất phát từ cái cạnh này đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ một đường line từ đây đi. F8 đi. Qua bên này. Đó. Và cái đoạn này là bao nhiêu đây? Đường kính ông này là 100 đây đo 226. Ok, mình sẽ offset xuống 226. Các bạn có thể vẽ tự do cái ông này không sao, không cần nhất thiết là phải quá là chuẩn xác. Nhưng ở đây mình có kích thước mình lấy theo cái đường kính của đường tròn bên trong này rồi.
thì mình sẽ dòng theo. Đó, tại đây các bạn sẽ làm gì tiếp theo ạ? Hai đường này mình chỉ dựng thôi nhá. Mình sẽ vẽ là các cái phần nét gạch bên trong. Ok. Line. Các bạn bỏ F8 đi. Ok, mình vẽ nó cũng chưa được đúng lắm đúng không ạ? Ok, các bạn có thể xem hình nhá, xem hình để vẽ. Ở đây mình vẽ tương đối thôi. Vào đây. Nếu bạn vẽ dày thêm thì có thể nó sẽ đẹp hơn. Đó, vẽ dày thêm một tí nữa. Phá được này đi. Ok, cũng ra gì phết đấy, đúng không ạ? Ok. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ copy xem bên này. À, lệnh CO cơ, mình đang gọi nó nhầm lệnh C. Đấy, xem bên này. Dạ. Ok, xóa phần này đi. Phần này các bạn sử dụng lệnh chim nếu nó ăn vào ghế này. Đó. Tiếp theo là cái phần dưới này, ta sẽ vẽ cái theo cái quy luật như vừa rồi. Các bạn phải copy luôn, tận dụng luôn cái ông này. À, CO copy xuống dưới này. À, RO RO F8 hay 90 độ lên. Đó, và lệnh move vào. Dạ, ok, vào đây. Vào đây. Bởi F8 đi. Đó. Ở đây các bạn thể CO tiếp nhân bản lên, xóa hai đường biên này đi. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bộ bàn ghế sofa mặt bằng này. Đó, thế thì trong phần này chúng ta đã hoàn thành xong, còn gì thiếu nhỉ? Đi mấy tech thì các bạn có thể chưa cần làm nhé. Các bạn có thể xem những video khác để tự hoàn thiện thêm tech vào nếu như các bạn mong muốn. Ở trong bài này thì mình đang dừng lại ở cái bài là dựng hình thôi. Mình chưa hướng dẫn đến đi tech. Đó. Ok. Vậy là đã hoàn thiện xong cái bài tập này rồi. Thì trong tờ bài tập sau mình sẽ hướng dẫn đến cho các bạn là cái bộ bàn ghế mặt đứng này, cái ghế đơn này, ghế tựa này. Ok, cũng video khá là dài rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Và nếu các bạn mà thấy hữu ích, thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, share cái video này. Và hãy đăng ký kênh của mình để nhận thêm nhiều những video hữu ích hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào, bye bye.